Em thì chúng ta sẽ làm quả video review chuỗi mới. Dồn trần đúng có khi treo 7-20 phút. Thì em muốn mua Kane trong khi khẳng định lại tốt, mua Leao bên Milan thì team này bịt nách ngay. Bao giờ mới chia tay tuyển Việt Nam ấy? Chắc là thêm cái cúp nữa. Khả năng chắc là nếu mà thầy Park thêm cái cúp thì ngon ngon với tuyển quốc gia nữa, chắc là thế thôi. Em ngon đúng không? Ok, 5 tỷ 7. Nào để xem nào, 2600 này, chuỗi sản phẩm mới này. Chúng ta có hai chuỗi nhé, đây. Cái chuỗi này chuỗi ra chào mừng Việt Nam đây. Đấy. Chuỗi chào mừng Việt Nam vô địch. Chuỗi dưới là chuỗi lởm, chuỗi này là 1500, 1000 là 2600 tổng. Đúng 2600 nhé. Gói 21U trị 10 à? Đấy, để xem nhé, 2600 để giấu tiền đấy đã. Chuỗi 2600. 1 này. 2 này. Và 3. Với số FC này chúng tiêu mà chúng ta mục tiêu ít nhất phải tầm 27 28 tỷ trở lên nhé. Số FC nhân 10 đấy. Đấy. Để lãi được thì FC nhân 10. 2K6 và tầm 26 27 trở lên. Chí Kiệt đúng không? Đội tuyển Việt Nam người gần cầu thủ đưa ra chiến thuật là ông Lee Dong Jin ạ. Và người nhỏ nhỏ ấy đi cùng thôi. Ok. Ông Park là người phân tích đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Thành tư chính xác đáng đều đẳng cấp. Chúng ta có 125 tích lũy. Đấy, bây giờ mua luôn tích lũy nữa. Tích lũy, mua hết rồi. À, thì mua hết tích lũy rồi. 125 được dùng cái hộp số mấy nhỉ? 125 này là hộp số 5. Hộp số 5 cộng thêm 2 hộp số 2. Hộp số 4, hộp số 7, 5 đây rồi. À, đâu phải. Đây là tích lũy tháng 10. Đúng không? Tháng 10 nhầm. Tháng 10, tháng 9, tháng 10, 11. Mình nhầm tháng 5 cơ đây đây. Hộp số 3, hộp số 5. Cái này là gói 104 cộng 3 đến 5 này. Đây. À trên Momo luôn hả? Ok. Đang mải làm việc này chưa thể để ý được. Mò mó. Đâu rồi? À nhận được rồi nhá. Cảm ơn Lò A Lú đã nhận được. Rất tuyệt vời. Hình ảnh do gì trận Everton này, Enini khả năng cao được ra hợp đồng. Nói chung Enini sắp cũng được đúng không? Dày tin. Enini đá tròn vai được mà. Ten Hag dũng cảm như ông Park ngày mới về luôn à. Mỗi thứ chạm đáy là thất vọng đủ thứ à. Vấn đề đang để lại. Có giống có giống. Và hai hộp số 2 của tháng 5 nữa. Hộp số 1 thì hết mất rồi. Giờ tin chuyển nhượng MU để hút view trong 1-2 tháng tới đúng. Ok, BP nào. Ồ, ít thế nhỉ? Yeah. BP ít thế, 2006 mà BP hơi ít. Ít quá, được 3 tỷ vỏ. Ui. Phan Tấn Phát đúng rồi. Bóng SEA Games trong F4 như bòi. Bóng nhìn lợm đúng không? Rồi, đây rồi. Mở thẻ nào. Chúng ta sẽ mở gói này đầu tiên này. Ok Huy nhé. Chelsea à, Christensen cộng 4, 300 triệu. Diego hay Diaz cũng vậy thôi. Giá tiền lấy rô cho xong. Ôi, Benzema. Thế đưa coi nhỉ. Benzema vào chung kết cái mà có thêm bàn thắng nữa lên 108. Có khi bán được đồ. Lên hàng top 1 luôn, Benzema. Mỗi tội giá lợm. Mỗi tội giá lợm 104, 103, 102. Ở những cái gói này bên Thái Lan thì nó thoải mái lắm các bạn. Mấy gói này bên Thái Lan thì nó mở dễ lắm. Khải Hoàng có nhé. Toni Kroos, Casemiro và Modric khả năng sẽ giải nghệ Real. Đặc biệt là Modric và Kroos. Nào, xin Benzema 5 này. Hình chiếu với anh quay C1 ở công nhận hợp lý. Ôi dồi ôi. Benzema thật. Benzema thật. Cộng 3. Trời ơi tỷ 8. Má cộng 5 là tiền rồi. Buồn thế. Gói tới 121U bữa trong sổ tay. Ờ.
Ờ quên mất xin không nói mùa mà. Quên mất cái mùa. Hàng này là gì? Khamet Rodriguez. Cộng 3 thì mẹ vãi cả nồi gói lợn. Thế mục tiêu 26 tỷ đang cực kỳ xa xôi nhé. 26 tỷ đang quá xa xôi rồi. Chúng ta mới được có tầm khoảng vừa rồi là tổng vào được coi như 6 tỷ. Thiếu 20 tỷ nữa. 20 tỷ cho số còn lại. 20 tỷ cho những gì còn lại. Họ gói 121 U cộng 5 với em mở vào Benzem 64 tỷ của phải. Ơ, đờ bú à? Ê, đờ bú mà 5 thì được này. Ừ, có tiền nhỉ. Ghi tạm bom vào vậy. Đờ bú 21 U 5. Cũng được rồi, hàng này nếu mà giá thật thì tầm khoảng 10 tỷ đến 15 tỷ. Nhưng khổ nỗi là chả biết bao giờ lên giá. Nguyên tài chắc không đâu. Mùa sau có thể mùa cuối ở Cruz với Modric luôn là Gatikot 2.0 và Benzema, Casemiro, Cavahan đúng rồi, Dương Thánh Toàn. Đấy. Bây giờ con này phải chờ làm sao lên giá lại. Giá thật con này phải trên 15 tỷ. Hàng ấy mà. Con hàng gọi là giá trị sử dụng cao mà. Còn nếu mà không, Việt Nam không cho lên thì chịu là lỗ. Để đá luôn à? Ok, để đá luôn. 14. Rồi hén đồ sơn. Hến đồ sơn à, cũng cộng 5. 11 tỷ à, bắt đầu có tiền rồi đấy. Bắt đầu thấy có tiền, thấy vui vui rồi đấy. Hến đồ sơn cáp 110. Hai gói 3 đến 5 ra luôn cộng 5. Nick này bắt đầu có vẻ lãi nhá. Hai gói này cộng 5 nữa. Huy Hiếu đúng 2.0 làm 5 cái C1 rồi sự. Ước gì nên son ra mùa Real 3 C1 liên tiếp á. Real thì bán bản quyền ở Game Pass rồi nên không ra mùa Real được. Không ra cầu thủ Real gì được. Sắp về bờ rồi. Hai con sắp về bờ rồi. Hàng này là số 5. Bú kẹt à. Ui, Sergio bú kẹt 108, 5 tỷ đấy. Bắt đầu về bờ đấy. Chứng tỏ chuỗi được nha anh em. Chuỗi đang có vẻ thơm đấy. Sergio bú kẹt với E21, 5. Trông vẻ được được đấy. Hôm nay toàn MC Liver, sau này là nhiều Liver MC hết này. Brentford, Brighton nếu được đầu tư chắc còn bay cao á. Đúng. Chuỗi đang có vẻ thơm thơm đấy nhỉ. Giá tiền đang còn đẹp này anh em tranh thủ. Úi rồi. Ra Euro ơi, lủng bớt à. Lủng bớt bị giá lỗi thì phải. Nếu không nhầm lủng bớt bị giá lỗi. Đúng biết ngay mà. Trời ơi 1 tỷ. Con này 109 giá thực phải tầm 6 tỷ. Hàng Hero mà giá thực phải tầm 6 tỷ trở lên. Lủng bớt mới đâu. Lủng bớt của HR cộng 5. Thành tư đúng. Chuỗi nổ hũ được đấy. Chung kết C1 là 29 phải. Cái giá ổn. Nào. David. À đâu, Bamba chứ từ David đâu. Ở Bamba ghẻ mà. Còn Bamba lỗi giá đấy chứ. Tức thật. Con hàng này giá thực rơi vào tầm khoảng 2 tỷ hơn. Bamba. Chỉ số gốc 102. Phan Nhật đúng, Oliver Online chuẩn đấy. Toàn lỗi giá. Bùng nổ. Ui, Dali mù à. Đúng là mù rồi. 107 và 700 triệu. Huy Hiếu đúng rồi, lương của Neymar, Messi, Mbappé. Netvet à. Neymar, Messi, Mbappé, tổng 3 thằng đấy vào phát là hơn rất nhiều đội khác ở ngoài Anh rồi. 112 chỉ số, 45 tỷ. Ôi ôi, chuỗi ngon quá, được đấy. Á đù các bạn ơi. Mẹ không thể không chơi nhá, quả chuỗi ổn đấy. 2600 FC mà thu nãy giờ phải tầm khoảng bao nhiêu rồi nhỉ? 60 tỷ rồi. Hơn 60 tỷ rồi. Bên thiếu clip không? Hình như hết rồi. Bên page hình như không thiếu clip. Hoặc là không, nếu để an toàn em cứ up thêm một cái clip được. Để an toàn. Ngon này, ổn đấy, chuỗi ngon đấy. Mẹ chuỗi ngon đấy. Jurgen Klopp nói khả năng Thiago lỡ chung kết C1 đúng không? Thiago Alcantara. Ấm đấy, mẹ 745 tỷ. Rõ chưa, bỏ ra Mbappé có vẻ hơi ảo một cầu thủ, nhưng liên quan chính trị thì sao? Em nghe Pháp, Mbappé rất được yêu mến đúng không? Pháp còn được là được phần trăm để bầu tổng thống mà, nên là Mbappé thì ấy thôi. Thế mà đúng là chuối như bòi. May lần này gà làm tốt. Ủa, Casemiro như giá khá đẹp. Hình như là 106 đúng không? Adu.
Ui, đủ 300 tỷ. Ai chà, quả chuối 100 tỷ kìa, căng quá. À đủ. Lâu lắm rồi nhá, lâu lắm rồi tôi thấy một quả chuối ngon thế này đấy. Ai chà. Lãi to đấy, gần 100 tỷ cho nick này. 2600 FC gần 100 tỷ. Ồ. Nếu mà nạp trong cái tận dụng cái lúc mà đang khuyến mãi FC nữa thì bây giờ nick này phải ăn một ăn cả trăm. But I don't know, đúng không? Rồi như vậy tỷ lệ khả năng là Thiago sẽ miss trận chung kết C1. Benzema còn được bỏ phiếu tổng thống luôn. Mỗi tội giá nghèo quá đúng không? Giờ anh cũng nghèo rồi. Anh hôm trước là đợt đấy nạp bên Thái phát là sập rồi. MC mạnh quá lường ngược dòng. Ngày đầu anh tắt lẹ cái gì còn có nịt đâu rồi. Gà đang mua chuộc cả đời. Có nghi thế. Có khi thế. Đã lâu lắm rồi, chúng ta phải trải qua tầm khoảng gần 3 năm nay. Gần 3 năm nay không có chuỗi nào ra hồn. Khải Hoàng em có hiểu 3 năm không em? Tại sao anh chê đúng không? 3 năm em ạ. 3 năm rồi mới có một cái chuỗi còn tạm dùng được thế này chứ còn chưa bao giờ có quả chuỗi thế này. 3 năm nay mới có một chuỗi thì còn đâu mà. Đây sao nào? Nét vét. Ồ bán được ngay. Casemiro bán luôn. Hến Đồ Sơn 12 tỷ bán 10 tỷ. Bú kẹt 5 tỷ. Đờ bú hàng này phải giữ lại, hàng này còn cháy nếu mà lên được giá nữa. Ben dâm bán cháy luôn. Đói. Bán bà đang đổi giá lủng bớt siêu lỗi giá luôn đấy, 100 tỷ. Ừ, anh giảng hòa với gà không? Không không giảng hòa gì. Nick này của người ta đỏ chứ đúng không? Nick này người ta đỏ thì người ta ăn thôi, nhưng mà trung bình ra kể cả mà không trúng hai con này thì tôi nghĩ rằng cũng là trên 26 tỷ được được đấy. Như vậy 2600 mà tầm 30 tỷ là đã lãi rồi. Ok chơi được ổn nhé, chốt tại chuỗi này ngon, anh em có thể chơi ngon. Lạc Huy chính xác luôn. Mấy năm nay rồi trong shop toàn mấy gói ghẻ, chỉ có mỗi tỷ phú tạm được. Nên lần này lần đầu tiên sau tầm 3 năm nay mà chúng ta mới có quả chuỗi với 2600 FC được như này. Mà đây còn lỗi giá nhé. Đấy còn lỗi giá đấy. Ok đấy, anh em chốt quất nha. Lời khuyên là quất.